Trưởng đồ gỗ giá gốc Phạm Gia xin giới thiệu đến quý khách hàng bộ bàn ghế phòng khách mẫu Âu Á Trương Cuốn Thư, được làm từ chất liệu là gỗ hương đá, một loại gỗ quý có giá trị kinh tế rất là cao. Và đặc biệt là đối với dòng gỗ hương đá này thì vân gỗ rất là đẹp, làm đồ trang trí hoặc đồ trưng bày trong gia đình thì rất là đẹp và sang trọng. Khi quý khách đến nhà chơi tham khảo thì thấy cái đồ gỗ tự nhiên, cái vân gỗ rất là đẹp, nó toát lên vẻ sang trọng quý phái cho gia chủ khi sử dụng. Trên màn hình các bác đang xem đây là bộ Âu Á Trương Cuốn Thư, hàng vách trơn, toàn bộ ván vách là xưởng nhà em mà để trơn nhé, gỗ là lọc lựa là vân rất là đẹp. Tại vì hàng trơn thì yêu cầu là phải gỗ phải có vân, và vân phải là hàng vân tuyển chọn thì mình làm được hàng trơn. Trên màn hình các bác đang xem đây là bộ Âu Á Cuốn Thư, chiếc ghế dài đây, đây là chiếc ghế dài đây, em sẽ quay qua một lượt để các bác tham khảo. Phía bên kia là hai chiếc ghế đơn, hiện tại em đang quay ở chiếc kho cơ sở 3 của xưởng đồ gỗ giá gốc Phạm Gia. Hiện tại là trời đang rất là nắng nên là nhìn trên video thì có thể là sẽ không thấy được hết, thì các bác vui lòng xem thêm ở trong cái phần bình luận hoặc là phần comment hoặc là trực tiếp trên website là xưởng đồ gỗ giá gốc.com. Thì xưởng em có đăng tải ảnh chi tiết của bộ bàn ghế đang trên video các bác đang xem, các bác có xem thêm ở đấy. Và sau đây em xin đi vào phần thông số kích thước để các bác tham khảo. Đầu tiên em xin nói về phần kích thước để kê để các bác tham khảo luôn. Kích thước để kê được một bộ bàn ghế như trên màn hình các bác đang xem là chiều từ bên trái màn hình sang bên phải màn hình, gọi là chiều rộng. Chiều rộng để kê được một bộ bàn ghế này thì cần là 2,5m. Và chiều dài từ dưới màn hình lên tới đỉnh màn hình cần là 2,5m là các bác phải kê được một bộ bàn ghế như trên màn hình thì các bác đang xem. Đấy là cái kích thước để kê. Và đi vào đường nét chi tiết hoặc thông số kỹ thuật thì em xin giới thiệu luôn về phần khung tranh. Khung tranh này xưởng nhà em làm toàn bộ là dày là 4 phân 4 cm, và ván này toàn bộ là dày 2 phân. Tất cả khung này là dày 4 phân, rất chi là dày các bạn. Hàng chợ trên thị trường thì khung tranh dày là 2 phân rưỡi hoặc 2 phân 3, và ván dày 1 phân. Thì hiện tại là cái sản phẩm này xưởng nhà em làm là dày gấp đôi, và tất cả làm mộng mạng rất là cẩn thận, bén chẽ luôn. Tất cả các góc ghép này xưởng nhà em cắt là bén chẽ. Đó, để các bác tham khảo. Đó. Toàn bộ là phần ván vách nhà em đều làm dày 2 phân. Các bác lưu ý là ván dày 2 phân, vách dày cũng phải dày 2 phân thì khi làm các cái đường soi này nó rất chi là sâu. Để tôn lên cái độ dày của này, nó rất là dày. Các bác ngồi không sợ ộp ộp hoặc là sợ bị cong mo, nó khác biệt hoàn toàn. Và đặc biệt là với phần cột, cột này nhà em làm cột liền, cái ở phần dưới này nhà em làm liền này các bác, cột liền luôn. Cột này dày là 6 cm và rộng là 10 cm, gọi là tay cột 10. Đó, đây là phần ghế đơn. Đây, chương là chương cuốn thư liền. Đấy, các bác thấy cuốn thư nhà em làm liền đấy các bác. Đó. Hai chiếc ghế đơn, một bộ là bao gồm 2 chiếc ghế đơn. Đấy, em sẽ quay mặt sau để các bác nhìn thấy. Đây, mặt đằng sau nhà em cũng làm đẹp và làm chọn gỗ kỹ như mặt đằng trước luôn để các bác tham khảo nhé. Toàn bộ gỗ lạt nhà em làm hàng rất là cẩn thận. Đấy. Và tiếp theo em xin giới thiệu chính là chiếc ghế dài. Chiếc ghế dài này rất là lớn. Ghế dài này làm bằng 3 chiếc ghế đơn, 3 vách to, tương đương là 3 chiếc ghế đơn, ngồi rất thoải mái. Và ván vách thì đều là dày 2 phân và khuôn tranh dày 4 phân. Như lúc đầu em giới thiệu trong video rồi. Điểm đặc biệt chiếc ghế dài chính là phần ván ngồi này. Ván ngồi này em đã phải lựa một tấm gỗ có vân xoáy cực kỳ đỉnh cao luôn. Các bác lưu ý nhé, để lựa được một cái tấm ván mà có vân gỗ đẹp như này thì xưởng phải xẻ rất nhiều cây gỗ to và chọn lọc ra những cái vân gỗ đẹp hàng đỉnh cao này để làm để các bác xem. Đấy. Đấy. Và phần vách tựa lưng cũng là dày 2 phân. Cái xưởng nha, nó phải lựa ra những cái tấm ván khá là đẹp. Về phần vân phải tương đối đồng đều nhau khi cho lắp vào cùng một chiếc ghế. Khi các bạn nhìn tổng thể thì nhìn nó mới giống nhau được. Dòng gỗ tự nhiên này, phần lựa gỗ là phần rất là khó để cho ra một cái sản phẩm đẹp. Xưởng đồ gỗ giá gốc Phạm Gia này mất rất nhiều công sức để tìm kiếm và chọn lọc gỗ. Và tiếp theo xin giới thiệu đây là chiếc bàn.
Chiếc bàn của bộ Âu Á thường là để bàn trơn, nhưng với mẫu này, hàng đặc biệt, hàng tiêu dùng tuyển chọn như này, xưởng em đã phải đục một cái tích thuận buồm xuôi gió, hay là một bức tranh phong thủy là thuận buồm xuôi gió lên trên mặt bàn, và mặt đôn thì đục một bức tranh là cửu ngư quần hội để các bác tham khảo. Đây. Ván mặt bàn em là ván liền tấm nha các bác, lưu ý đây là ván liền tấm, không hề chấp ghép. Đây, đây. Đục một bức tranh thuận buồm xuôi gió, nhìn cái mái buồm buồm này rất là căng mình đón gió này, nhìn rất là đẹp. Đấy. Ván toàn bộ là ván liền một tấm, không hề chấp ghép. Đôn thì đục một bức tranh là cửu ngư quần hội, 9 con cá chép vờn đùa dưới ánh trăng. Bức tranh sơn thủy rất là đẹp. Đó. Ở đây là tổng thể một bộ 6 món em đã giới thiệu qua để các bác tham khảo. Ở đây trước khi kết thúc video em sẽ đứng xa để các bác chiêm ngưỡng tổng thể. Nếu bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với xưởng đồ gỗ Giá Gốc Phạm Gia theo số điện thoại đang hiện trên màn hình 0972 971 555 hoặc 084 2827 555. Và điều mọi người quan tâm nhất chính là bộ bàn ghế đặc biệt này, hàng tiêu dùng, tuyển chọn gỗ, được làm từ chất liệu gỗ hương đá, giá thành bao nhiêu thì xưởng em cũng xin công khai báo giá để các bác, anh, các chị đang xem video tham khảo. Đối với một bộ bàn ghế Âu Á, gỗ hương đá, hàng đặt theo yêu cầu như trên màn hình, xưởng đang xuất xưởng với giá là 36 triệu đồng. Nếu bác nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với xưởng hoặc đến trực tiếp cơ sở 3 của xưởng tại là xưởng đồ gỗ Giá Gốc Phạm Gia, thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Nếu các bác ở xa không đến được xưởng thì vui lòng truy cập trực tiếp vào website là xưởngđogogiagoc.com. Xưởng em sẽ tư vấn chi tiết hơn. Xưởng cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách ở những video giới thiệu sản phẩm lần sau.